Có rất nhiều chú, rất nhiều anh nói với Linh rằng là anh chơi DAC này, những con DAC dòng cao cấp, âm thanh rất là hay rồi, độ chi tiết cực kỳ cao, cao lắm, cao hơn CD cơ. Đấy, rồi nghe YouTube tự nhiên mình cảm thấy là à, mình nghe nó khác biệt hoàn toàn. Tiếng nó dày hơn, nó đậm hơn, các giải nghe rõ ràng hơn. Thế nhưng mà vấn đề ở đây là anh nghe nó đâu đó nó không có độ thoáng như CD. CD gốc nha mọi người nhé. Thì em có cái phương án nào không? Thì chắc chắn là phương án thì có, nhưng mà để mà so sánh như bằng với CD, hai thằng bằng nhau đấy, một một, thì là không có. Bởi vì rõ ràng các thiết bị này là sử dụng công nghệ khác nhau, sử dụng cho các tín hiệu khác nhau. Thành thử ra ở đây nếu như để đạt về độ hai thằng bằng nhau thì sẽ cực kỳ là không phù hợp. Và chúng ta so sánh như vậy thì nó cũng khá là khập khiễng. Thế thì mỗi thằng thì có cái ưu cái nhược điểm riêng. CD là tiếng nó rộng hơn. Đấy, nghe nó thoáng tiếng hơn, nhưng cái mặt trái của nó là độ chi tiết tương đối thấp. Và để kiếm được một cái đĩa CD gốc bây giờ giá trị của nó cũng sẽ tính bằng tiền triệu Việt Nam đồng, tương đối là đắt. Trong khi đó chúng ta chơi DAC này, mọi người có thể một con DAC 4 5 triệu thôi đã đem lại độ chi tiết, Linh nghĩ rằng và Linh đã trải nghiệm hơn một chiếc CD trong tầm giá đấy rất rất nhiều. Và nguồn nhạc hiện nay, nguồn nhạc lossless, nguồn nhạc chất lượng cao, nguồn nhạc đi đi càng ngày càng phong phú. Đó là những cái ưu điểm mà CD lại không làm được. Thôi còn bài toán ngày hôm nay chúng ta quay lại, đó là xử lý làm sao cho âm thanh nó rộng hơn, đấy, nghe nó nhẹ nhàng hơn. Đâu đó nếu như mình thích cái độ chi tiết của DAC, nhưng mong muốn là nó đừng chói quá, nó đừng quá là chặt chẽ, thì chúng ta có cái phương án giải quyết ở đây, đó chính là thêm những cái con preamp amplifier, nếu hay anh em mình gọi đó là cái tiền khuếch đại, hay anh em hay gọi đó là cái dề. Và cụ thể ở đây thì Linh sẽ sử dụng là dề đèn. Có hai dòng dề, một là dòng dề bán dẫn và dòng thứ hai đó là sử dụng bóng đèn điện tử, đèn chân không. Cụ thể ở đây Linh có hai thằng Tubi T8 và Suica Audio U8. Thế thì theo Linh, mọi người nên lắng nghe cái này này để chúng ta tránh trường hợp mà mua không phải về nó lại không hay thì vừa mất công vừa mất tiền nhé. Dề có nhiều phân khúc tiền khuếch đại, chơi bóng đèn điện tử có nhiều phân khúc khác nhau, từ vài trăm nghìn đến vài chục triệu cũng có. Thì để tương ứng với bộ dàn nhà mình, tương ứng với những chiếc DAC nhà mình, thì chúng ta cũng nên mua những con dề, những con preamp tương ứng cùng cái đẳng cấp, cùng cái phân khúc với nó. Linh lấy cụ thể. Ở đây chúng ta có SMLR DO100 Pro là phiên bản mới nhất của DO100. Phiên bản mà có thể nói là tất tần tật những cái gì tốt nhất trong phân khúc thì nó nằm ở đây. Đây mọi người thấy này, nó có cả cổng HDMI, ARC để chơi từ TV. Rất rất hay. Rất rất hay và có hoàn toàn đầy đủ những cái gì cần chơi của nhạc số thì nó nằm trong đây hết. Âm thanh thằng này nghe mềm mượt, chi tiết, bát đánh nhẹ nhàng, sâu lắng. Và độ chi tiết thằng này cao. Thế thì khi ấy chúng ta sử dụng những con dề quá thấp, ví dụ chỉ vài trăm ngàn thôi, chúng ta sử dụng những cái con dề đấy, thì âm thanh qua những con dề đấy từ DO100 chi tiết rất là ngon rồi, 100 điểm. Qua đường truyền AV xuống những con dề bình dân, những con dề thấp, những con dề mà nó gọi là dề thôi, được không nhỉ? Mình tạm hiểu như vậy, đơn giản. Thì qua những cái tụ, qua cái mạch, qua cái bóng đèn điện tử, nó chất lượng thấp, chất lượng ở cái mức giá của nó, giá rẻ, mình gọi là giá rẻ đi, thì tín hiệu nghiễm nhiên nó đã bị giảm xuống đâu đấy chỉ còn vài chục phần trăm so với 100% ban đầu. Tức là sao? Tức là âm thanh của chúng ta đã bị giảm đi rồi. À, vậy thì lúc đấy chúng ta có nên chơi dề hay không? Linh nghĩ là không nên chơi. Một con dề 300-400 nghìn hay 500 nghìn chúng ta chơi, linh kiện của nó, tụ của nó chưa chắc đã phải là tụ mới. Mà tụ không phải tụ mới thì nó có sai số rất là lớn. Mọi người để ý là chỉ cần một con chip MUSE02 Linh thay vào tô bin D5S thôi, âm thanh nó đã nghe khác hẳn rồi. Thế một con tụ mà lệch đến 10% sai số là bỏ đi rồi đấy mọi người nha. Nó chỉ cho phép ở một cái mức độ cực kỳ thấp, nó chỉ 0, mấy phần trăm thôi.
chữ, những con tự cũ mình không có biết là người ta dùng đến bao nhiêu giờ, người ta dùng đến mấy trăm giờ hay là mấy nghìn giờ, sai số của nó lên 10 15% thì lúc đấy cái độ méo tiếng nó cao này. Âm thanh đi qua nó cho ra âm thanh trước khi xuống âm ly là cực kỳ dở và nó làm hỏng hết cả một con đác của chúng ta. Vậy trong trường hợp đấy là nó đang bị giảm âm thanh đi, chứ không phải chúng ta lắp cứ lắp vào nó đã hay đâu nhá. Đôi khi lắp vào nó lại còn dở đi đấy. Trong trường hợp này là nếu lắp con tiền khuếch đại quá rẻ so với một con DAC chuẩn chỉ, một con DAC cao cấp thì âm thanh sẽ bị giảm đi. Trường hợp thứ nhất. Thế trường hợp thứ hai, chúng ta lắp một con rể quá xịn. À ok rồi, trường hợp này thì vô tư rồi. Âm thanh từ DAC rất ngon, 100 điểm. Cho một con rể xịn vào. Ngoài cái việc tất cả linh kiện của nó tốt, ngoài cái việc bóng nó tốt, chạy ngon lành, nó cho vào đây là 100 điểm. Khi qua hệ mạch, khi qua bóng đèn, nó có thể tôn lên tới 120 điểm. Tức là âm thanh của chúng ta ngoài độ chi tiết, ngoài độ tròn tiếng, ngoài độ tách bạch các dải ra thì nó còn thêm độ rộng, nó còn thêm độ nhẹ nhàng, nó còn thêm độ ấm, độ ngọt ngào, tức là nó cộng gộp lại với nhau. Đó là hai cách, đó là hai cái dòng chơi rề mà chúng ta nên lắp làm sao cho nó phù hợp. Thế thì ở đây Linh lấy ví dụ đơn giản là Tubi T8 và Suica U8. Cái thằng T8 này nó sẽ điều chỉnh được rất nhiều các cái dải tần khác nhau. Từ 50, 125, 315, 750, 2000 Hz, 6000 Hz và 16000 Hz. Nó chia thành từng vùng dải tần. Trong trường hợp này nó sẽ tác động cường độ dòng điện vào từng dải tần trong cái vùng dải tần này. Đây mọi người này, ví dụ như chúng ta bạn 50 Hz to lên, được không nhỉ? Đấy, bạn to lên này thì nó sẽ tác động cái cường độ dòng điện vào đây cho nó to lên, hay là 125 nó to lên. Thế thì đâu đó nó sẽ làm cái âm thanh nguyên bản của chúng ta bị méo đi tương đối. Dù là một con equalizer đắt tiền thì nó cũng sẽ làm méo đi một cách tương đối. Đấy, còn chưa kể là chơi equalizer là một cách chơi cực kỳ khó. Đấy, có những cái loại 37 cần, có những cái loại hơn, có những cái loại equalizer điện tử. Chúng ta chỉnh làm sao cho tiếng bass nó đậm, nó sâu nhưng nó không bị ù. Chỉnh làm sao cho tiếng treble nó cao, với nó sáng nhưng nó không bị chói. Chỉnh làm sao cho việc chuyển giao các tần số từ khoảng 50 Hz đến 150 Hz trong cái giai đoạn đấy nó không bị ngắt quãng. Làm sao cho cái tiếng người ca sĩ hát nó nổi lên, nó đẩy rõ hay nó thụt lại sau phía sân khấu, hay nó đẩy về phía trước sân khấu nhưng nó vẫn tròn vành rõ tiếng, nhưng cái âm thanh đấy nó vẫn tròn trịa. Thì chơi equalizer không hề đơn giản như chúng ta nghĩ. Không phải là chúng ta chỉ có vặn vặn như thế này đâu. Lại còn tùy từng bài nhạc, mỗi một bài nhạc thì lại có những cái cách chỉnh khác nhau. Làm sao cho nó vừa phù hợp, nó vừa với tai của người nghe, phù hợp với tai của mình. Đấy nhá. Nên là chơi equalizer đã chỉnh cần thì Linh khuyên là nên trong nghe nhạc nhá. Trong nghe nhạc nếu đã chơi equalizer chỉnh cần thì nên chọn những con equalizer thực sự là tốt. Thực sự là tốt và chúng ta nên học hỏi thêm cái cách điều chỉnh equalizer. Còn trong trường hợp này, Suica Tube T8 Linh khuyên nên chơi với những con DAC ở phân khúc vừa phải, tầm khoảng 2 đến 3 triệu đổ lại nhá. Thì chúng ta sẽ tận dụng được tối đa cái DAC, tận dụng được tối đa cái chất bóng đèn, tận dụng được tối đa cái việc điều chỉnh từng dải tần này làm sao cho nó phù hợp mà âm thanh của nó cân đối, nó không bị lệch quá, nó không bị ảnh hưởng quá. Chúng ta nghe thấy nó đều nhau nhất. Và trong cái bộ dàn của chúng ta nghe thấy là nó hợp với giá thành, hợp với đôi tai của mình nhất. Đấy là Suica Tube T8. Con này có thể chơi với karaoke rất tốt. Nếu như con này Linh khuyên là nên đặt dưới vang để hát karaoke rất hay này. Nó xử lý cho tiếng tiếng người hát nghe ấm hơn, nó xử lý toàn bộ tổng thể âm thanh dưới vang, tức là sau khi đã trộn giữa nhạc nền và mic thì nó đặt dưới vang là âm thanh nghe rất hay. Đó là Tubi T8. Còn bên phải này, Linh có Suica Audio U8. Đây là một con preamp preamplifier, tức là bọn tiền khuếch đại hay một con dề sử dụng bóng là 5725 V kép của Mỹ. Đây là dòng dề mà Linh đánh giá cho chất lượng âm thanh tốt nhất. Tốt nhất.
khi từ DAC những con cao cấp như con DO 100 này hay hơn xuất xuống đây, âm thanh chúng ta nghe độ tròn tiếng gần như là không thay đổi. Linh đã trải nghiệm và thấy nó y như nhau, không có sự khác biệt. Bên cạnh đó, việc chỉnh bát, chỉnh chép là chỉnh bằng điện tử. Nó có sự thay đổi rất nhẹ nhàng, rất tinh tế và không bị méo, không bị ồ đặc biệt. Hơn nữa, con này của chúng ta âm thanh đi qua độ rộng rất là cao. Độ rộng là gì ạ? Tức là thay vì chúng ta đang cảm giác nghe trong một cái phòng, một cái hộp, chính xác là một cái hộp âm thanh nó đập vào tai, thì khi qua rề âm thanh chúng ta nghe giống như chúng ta đang ngồi trong phòng hòa nhạc. Nó rộng rãi, nghe tiếng nó thoáng, nó không bị bí, nghe nó giống như kiểu là chúng ta được rót mật vào tai, nghe nó đã lắm. Và nó êm nhá. Đấy, thằng này, đây mọi người có thể thấy này, nó là một con dề thuần, một con dề chuẩn chỉ dề của âm thanh. Ít tính năng nhưng cải thiện âm thanh là rất nhiều nhá. Đây, có các cổng đầu vào như là input đây, hai cổng Canon, một cặp RCA, một cặp RCA out và một cặp Canon out để chúng ta có thể đánh được cùng lúc hai bộ dàn, hoặc chúng ta có thể nhiều cách đấu khác nhau đều được. Thế thì trong trường hợp này Linh khuyên đối với DO100 và DO100 Pro và các cái dòng cao cấp hơn thì chúng ta có thể lựa chọn sử dụng dề U8 để chúng ta kết hợp một cách chuẩn chỉ, nghe âm thanh được dễ chịu, được hay nhất. Và trong đợt khuyến mại này thì đối với các dòng sản phẩm như là DO100 Pro thì Linh có khuyến mại dây quang này, dây quang Audio Quest và dây AV Canada bãi Nhật đây mọi người nhá. Đấy, như thế này là chúng ta đã đủ chơi rồi. Đây là xuống âm ly, rồi đây là xuống từ TV xuống, hoặc là có thể sử dụng cổng HDMI ARC thì cái đấy thì Linh sẽ hỗ trợ giá cho những dây HDMI, ví dụ như của Ugreen chẳng hạn, rất cao cấp. Còn ngoài ra bộ phụ kiện này, nếu như mọi người bảo mình có rồi mình không cần, mình cần mình cao cấp hơn, thì Linh có thể tặng mọi người đây, dây mắc in stock Canon AV hoặc Canon Canon. Một cặp này trị giá gần 400 nghìn nhé mọi người nhé. Canon mắc in stock dòng mạ bạc, dòng sợi tơ mạ bạc. Đấy, thì mọi người có thể thấy này. Và bên cạnh đó thì chúng ta nếu như ai là tín đồ của Sucaudio thì có thể mua những cặp dây chống nhiễu một chiều của Sucaudio như thế này. Đấy, bình thường giá bán lẻ của nó là 400 nghìn một cặp. Thì khi mà mua kèm thì Linh hỗ trợ giá chỉ còn 200 nghìn một cặp này thôi. Đấy, đây là dây AV của Sucaudio, dòng dây đỏ. Đấy, sản phẩm của ông ấy toàn màu đen với màu trắng, nhưng mà ông ấy sản xuất dây thì là ra dây màu đỏ, trông tương đối xịn sò. Và Linh đánh giá dùng ổn nha, dùng hay thì mình chả dám nói, nhưng mà dùng ổn thì chúng ta có thể chơi với những bộ dàn vài chục triệu một cách vô tư, một cách ngon lành, tín hiệu đường truyền các dải là đều và chi tiết. Rồi thì vừa rồi Linh có chia sẻ một ít kiến thức về kết hợp giữa DAC và dề với mọi người. Bên cạnh đó thì cũng xin phép được giới thiệu một số dòng sản phẩm hiện nay đang rất nổi bật như Linh vừa nói đấy. SML DO100 Pro, Suka Audio U8, tiền khuếch đại Tube T8, hay anh em gọi là Tube T8 cũng được. Và mọi người muốn đặt hàng hay muốn tư vấn chi tiết thêm thì có thể liên hệ với Linh có hotline là 0766 030 050. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Ước mộng hai mái đầu.
sống bên nhau, dẫu cho gió mưa bão vùng thề yêu nhau đến muôn ngàn sâu. Đường dài niềm thương hoa chung non nước, hẹn nhau ngày mai thái bình tình đôi ta sẽ không lìa xa. Xuân sẽ không về lúc chiến tranh, mang theo cuối trời câu khấn nhìn bóng con thơ, tiếng ru nét môi mỉm cười, niềm tin yêu xóa tan sầu thương. Đường dài niềm thương hoa chung non nước, hẹn nhau ngày mai thái bình tình đôi ta sẽ không lìa xa. Xuân sẽ không về lúc chiến tranh, mang theo cuối trời câu khấn nhìn bóng con thơ, tiếng ru nét môi mỉm cười, niềm tin yêu xóa tan sầu thương. Nhớ anh nhìn bóng con thơ, tiếng ru nét môi mỉm cười, niềm tin yêu we'll be right back.